chuyện truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây báo đài nhiều lần đưa tin về vấn nạn lừa người bán sang biên giới, một hành vi tội ác của những kẻ vô lương tâm, gây biết bao đau thương cho gia đình nạn nhân. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, những người nhẹ dạ cả tin sẽ dễ dàng sa vào thủ đoạn thâm độc và không có lối thoát. Đó cũng chính là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua câu chuyện truyền thanh "Hãy tránh xa cạm bẫy" của tác giả Lê Ngọc Diễm, để mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước bọn tội phạm này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên: Thu Quế vai chị Thủy, Kim Cương vai Hồng, Hồ Trãi vai Tư Tạng, Tường Duy vai Hậu, Quốc Sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình của chị Thủy, chủ nhiệm hợp tác xã Hoa Tím, hôm nay không khí có vẻ trầm lắng. Chị Thủy hỏi Hồng, một xã viên. Hồng ơi, có chuyện gì á mà chị thấy mọi người trầm xuống vậy? Mọi khi giờ này là rôn rã lắm mà. Ngọc á, nó đi rồi chị. Đi đâu? Sao nó không nói gì với chị hết vậy? Rồi chừng nào nó về? Nó dặn với em á, đừng có nói với chị. Bởi hôm trước á, nó có nói một lần, nhưng chị ngăn nó. Ủa, vậy á là nó đi xuất khẩu lao động á hả? Chị tưởng nó đi công chuyện gì, vài bữa sẽ trở lại chứ. Nói cho văn vẻ là đi xuất khẩu lao động. Chứ thiệt ra, nó đi theo diện người quen dẫn dắt. Họ nói là đi qua bên kia biên giới, làm việc nhẹ nhàng, thu nhập thì tính bằng đô la, gấp cách chục lần nghề đương lục bình này đó. Trời đất ơi, thôi chết rồi, làm gì có chuyện đó. Nếu vậy thì dân bản xứ của họ vô đó đầy hết, sao còn về bên mình tuyển lao động chứ? Thì em cũng có khuyên, nhưng nó nói làm ở hợp tác xã này chỉ đủ sống, đâu có tiền nhiều để mấy đứa em nó đi học đại học, mà má nó lại đau bệnh rề rề nữa. Thường những tay môi giới hay nhắm vào những gia đình khó khăn, chắc là người quen mách bảo nè, chứ lạ làm sao biết hoàn cảnh gia đình con Ngọc. Có ai xa lạ đâu chị ơi, ông anh kết nghĩa gì của nó đó. Lâu nay ông tới lui nhà nó, gạ gẫm hoài, nhưng bà nó không có cho đi. Vợ chắc bức bách chuyện tiền bạc, nên nó đi luôn đó chị Thủy. Chị lo quá Hồng ơi, ở hợp tác xã mình chỉ hỗ trợ nhau thôi, chứ mình đâu gánh vác nổi những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Trách nó cũng có, mà thương nó cũng nhiều nữa. Em mong cho con Ngọc may mắn hơn những người đi trước, không bị đối xử tàn tệ. Nó có người quen đưa đi, chắc không có đến nỗi nào đâu chị ơi. Em ơi, làm sao tin được, họ dựa vào sự quen biết mà lôi kéo đó chứ. Xóm trên cũng có mấy trường hợp theo bạn bè qua bển. Nói là đi phụ việc cho nhà hàng lớn, cuối cùng thì biền biệt. Gia đình phải nhờ công an tìm kiếm đó. Em có nghe vụ đó, mà khổ thiệt á, ở nhà đâu có biết con mình làm công việc gì. Một thời gian sau thì có người cho hay phải nộp bao nhiêu tiền đó mới chuộc được con về. Ghê quá chị ơi. Bởi vậy, mấy đứa trẻ người non dạ nghe kiếm tiền một cách dễ dàng thì ham lắm. Nó đâu có biết họ đang rình rập để biến các bạn ấy thành thứ hàng hóa. Đi thì dễ, mà khó dễ Hồng ơi. Giờ nói chuyện của mình đi. Chị nói mấy đứa nghe nè, các em đừng hoang mang ha. Cứ đợi thông tin chính thức, biết đâu em ấy được bình an. Vậy nghe, cứ làm việc hăng hái lên đi. 3 tháng sau, ông Tư Tạng hớt hải chạy đến hợp tác xã gặp chị Thủy với tâm trạng hốt hoảng, khi có người nhắn tin cho ông là Ngọc thiếu nợ chủ đến 200 triệu. Trời ơi, biết làm sao bây giờ cô Thủy? Từ lúc nó đi tới giờ, nhà tôi chưa nhận được xu nào của nó hết. Nay thiếu nợ nhiêu đây làm sao mà trả? Không hiểu làm sao đi làm mướn mà lại mang nợ chứ. Việc này em thấy bất thường á. Anh Tư nên trình báo với công an đi, chứ tụi em đâu biết làm sao mà giúp anh được. Theo em biết thì người ta đưa lao động qua biên giới rồi thì việc sanh sát trong tay người chủ bên đó. Còn người dẫn dắt nó lấy tiền cò là xong. Do vậy chuyện này không đơn giản đâu anh. Nghe cô nói tôi càng lo thêm. Lúc trước nó có hỏi tôi cho nó đi theo người anh kết nghĩa qua bển làm ăn. Tôi không cho vì biết họ nói vậy liệu có thiệt lòng không. Nhưng lúc mẹ nó đau nhiều, nó cương quyết nên tôi cũng bó tay luôn. Chú Tư ơi,
Theo con á, thì chỉ có công an, người ta mới có đủ quyền hạn, chức năng để điều tra sự việc. Chú á, nhất định được đưa tiền cho bọn đó nghe. Tiền đâu mà đưa? Mấy tháng nay á, tiền thuốc lo cho má nó trả còn chưa đủ cho bác sĩ. Chú á, thì ai mướn gì làm nấy, chỉ xoay sở đủ ăn hàng ngày hả? Còn số tiền mấy trăm triệu kiếm đâu ra? Hoàn cảnh của chú á, hỏi mượn số tiền lớn như vậy, ai mà dám cho mượn chứ? Thôi, giờ làm cái đơn, tường thuật lại mọi việc, rồi gửi cho cơ quan chức năng để người ta giúp mình. Trước nhất á, phải tìm coi hiện nay Ngọc nó ở đâu, làm công việc gì. Sau đó mới tìm chủ nợ là ai, và vì sao á, mà Ngọc thiếu họ đến 200 triệu. Cảm ơn cô Thủy nhiều lắm. Trước giờ gia đình tôi cũng nhờ cô biết bao nhiêu việc rồi. Nay cô chỉ bảo cho tôi việc này để tìm tung tích con Ngọc. Hiện không biết nói sao cảm ơn cô nữa. Ngọc cũng là người của hợp tác xã mà anh Tư. Bà con chòm xóm với nhau, giúp gì được thì giúp. Anh đừng có ngại. Anh vô đây, ngồi xuống, rồi bình tĩnh nói cho tôi ghi lại thành bản tường trình nghe. Dạ, để tôi nói cho cô ghi giùm. Sau 2 tuần công an vào cuộc, Ngọc được đưa về nhưng phải nhập viện điều trị. Hồng và Thủy tận tình với gia đình ông Tư Tạng cho đến ngày Ngọc xuất viện. Theo lời hẹn, sáng thứ hai, anh em làm nhiệm vụ đến nhà để gặp gia đình của Ngọc, có cả Thủy và Hồng. Chào cả nhà. Chúng tôi đến như lời hẹn với gia đình. Đây là các anh em của các cơ quan chức năng cùng phối hợp. Khi nhận được đơn của anh Tư, chúng tôi được cấp trên chỉ đạo điều tra ngay. Tôi mang ơn mấy chú nhiều lắm. Không có mấy chú, chắc còn tôi chết mà không thấy mặt người thân luôn á. Bữa nay tâm trạng Ngọc thế nào rồi anh Tư? Mấy vết thương cũng ổn rồi, nhưng nó còn hoảng loạn lắm, không muốn tiếp xúc với ai hết á, chỉ nói chuyện với cháu Hồng thôi à. Vậy chị Hồng có thể nói lại với chúng tôi một vài thông tin mà chị biết được từ chị Ngọc để chúng tôi bổ sung hồ sơ truy tìm kẻ chủ mưu vụ án này. Trước tiên, em kể lại chuyện Ngọc trốn thoát. Đó là may mắn hiếm hoi sau khi Ngọc đã thất bại nhiều lần và bị đánh bầm dập khi chúng phát hiện Ngọc bỏ trốn. Lúc dụ dỗ thì bảo là bán cà phê, nhưng sự thật thì khủng khiếp lắm. Khi chúng coi các em gái là con mồi thì làm gì chúng đối xử tử tế chứ. Đa phần các em bị tống vào nhà chứa, bị hành hạ dã man nếu không tự nguyện làm việc cho chúng. Một cô gái quê chưa từng va chạm với đời mà phải chịu cảnh địa ngục như vậy, cho nên Ngọc mang chứng rối loạn tinh thần, chắc phải điều trị lâu dài rồi. Cũng tại tôi bất tài vô dụng nên con cái mới lâm vào cảnh khốn khổ như vậy. Tôi ngạn ngào khi nhìn thân thể nó xác xơ tiều tụy, lòng tôi đau không sao nói được. Nếu nó không liều lĩnh thoát thân, chắc là cha con tôi muôn đời không gặp mặt nhau luôn rồi. Lâu nay nghe người ta nói bọn tội phạm đó làm những trò độc ác để đòi tiền gia đình nạn nhân. Tôi đâu có nghĩ chuyện đó lại rơi vào hoàn cảnh của anh Tư đây. Thiệt là cái ác không chừa một ai à. Đúng vậy chị, chúng biết đưa nạn nhân vào cái nơi dơ dớp đó coi như là hết cuộc đời. Vậy mà vì tiền chúng không chút nương tay. Chắc chị có nghe chuyện đòi không được tiền, nó đem nạn nhân đi bán nội tạng. Có chứ, bởi vậy nó coi mạng người không có ra gì hết á. Loại tội phạm này phải xử thật nặng, không nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ chi hết á. Còn một chuyện nữa, Ngọc nói cho em nghe, em nổi da gà từng chập luôn nè. Đó là cảnh bị nhốt vô phòng tối, bỏ đói và liệng những thứ dơ bẩn vô trong đó. Chị em thở không nổi, nhưng phải dùng hết bản năng sinh tồn để mà sống. Nói là đi lao động chứ việc ai để biết. Người cùng xứ sở mà có bao giờ được gặp nhau đâu. Chúng cấm tuyệt trò chuyện, nhất là điện thoại, cho nên khó mà thoát khỏi tay chúng. Tội nghiệp con tôi quá. Chú Tư, chú đừng có khóc nữa. Ngọc nó đã về đây rồi. Chú bình tĩnh, đặng còn lo cho cả nhà nữa đó. Anh cũng đừng tự trách mình nữa. Lâu nay anh đã cố hết sức để lo cho cuộc sống gia đình mình, nhưng mà chẳng may gặp rủi ro, chứ nào phải tại anh đâu. Chị Thủy nói đúng. Tất cả tai ương này là do bọn người tán tận lương tâm gây ra. Chúng nhằm vào những gia đình khó khăn, có người bệnh tật kéo dài, kinh tế cạn kiệt mà ra tay. Đặc biệt là chúng tìm thân nhân rồi kết bạn để trở thành quen biết với gia đình. Bà con mình hết sức cảnh giác thủ đoạn này mới được. Ngọc nói với con, ông anh kết nghĩa đưa Ngọc tới biên giới thì trời đã tối. Kêu Ngọc ngồi đợi ảnh đi mua thức ăn sẽ trở lại, rồi biệt tâm luôn. Lúc sau có 3 người tới, dẫn Ngọc đi đường tắt. Tới gần sáng mới qua bên kia, rồi vô trồng luôn. Mấy nạn nhân họ may mắn trở về kể lại,
là có lương bổng gì đâu ạ. Nam thì chúng đưa vào mấy hầm mỏ lao động khổ sai, cho ăn như tù vậy đó. Nữ thì cái cảnh giống như em Ngọc vậy. Chẳng may bị chúng lừa bán như thế này thì khó mong bình an, không chết thì cũng thương tật đầy người. Rồi không lẽ mình để cho chúng lộng hành hoài sao chú? Không đâu anh, nhà nước mình đã chỉ đạo mạnh mẽ, liên tục các lực lượng bảo vệ biên giới nhằm phát hiện loại tội phạm nguy hiểm này. Nhưng chúng trăm mưu ngàn kế, cho nên hiện nay chúng vẫn còn len lỏi hoạt động. Thứ để loại trừ chúng chính là sự sáng suốt, cảnh giác cao độ của người dân. Em cũng nghĩ như vậy đó. Dù có bao nhiêu hàng rào bảo vệ, nhưng nếu mất cảnh giác thì cũng bị lừa hả? Đâu phải tất cả nạn nhân đều ham tiền để làm giàu. Có những hoàn cảnh quá khắc nghiệt nên họ đành đánh liều mà. Việc của chị em trong hợp tác xã Hoa Tím chúng tôi tuy nhọc nhằn, vất vả để biến cọng lục bình thành những sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu, nhưng tránh được rủi ro bất trắc trong cuộc sống, thu nhập không cao, nhưng đây là những đồng tiền chân chính lại an toàn nữa. Mà tôi không hiểu tại sao làm mướn lại mắc nợ chủ dữ vậy. Nó có ăn xài gì đâu mà cũng chẳng gỡ về gia đình đồng nào. Thế này nè anh Tư, chúng tính đủ thứ chi phí, tiền ăn, tiền ở, tiền điện, tiền nước, rồi trừ lương mỗi khi chúng phật ý. Cho nên nó có lãnh được đồng lương nào đâu. Nợ gì vậy mà tăng vô tội giả. Thì ra chúng bảo là trả lương cho người làm, nhưng thật ra chúng sử dụng nô lệ thì đúng hơn á. Thiệt, thời buổi này mà còn tồn tại thứ địa ngục đó, thật là đáng sợ. Đúng rồi, Ngọc nói á, có một lần hỏi chủ tiền lương của nó thì bị mấy thằng đầu gấu đánh trong một trận. Tới khi trốn thoát á và được người tốt giúp đỡ để về nhà, Ngọc không có một đồng xu trong người nữa đó. Anh Tư, hôm nay chúng tôi đến đây để thăm gia đình, đồng thời nắm thêm một số chi tiết qua lời kể của em Ngọc do Hồng nói lại. Cảm ơn gia đình đã hợp tác để sớm đưa vụ án này ra xét xử. Đây là một hồi chuông cảnh báo đến mọi người để biết cách mà tránh xa cạm bẫy. Thay mặt bà con và anh chị em ở hợp tác xã Hoa Tím, tôi cảm ơn tất cả anh em đã giúp đỡ cho xã viên chúng tôi trong hoàn cảnh khốn khó này. Trách nhiệm của chúng tôi mà chị. Tiếc là mọi nỗ lực của các cơ quan chức năng vẫn chưa triệt phá sạch sẽ loại tội phạm lừa đảo buôn người này. Mong bà con chung tay để giữ gìn bình yên cho xóm làng, cho gia đình mình nghe. Anh Tư, anh đừng quá bi thương. Xung quanh còn có cô bác, anh em đây mà. Cảm ơn anh em nhiều lắm. Tôi sẽ hết sức cố gắng. Mong sao sớm bắt được kẻ chủ mưu hãm hại dân lành để xoa dịu phần nào nỗi đau và mất mát của Ngọc. Có được sự đồng lòng của bà con, anh em tôi sẽ dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ. Xin chào tạm biệt anh Tư và tất cả bà con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh Hãy tránh xa cạm bẫy của tác giả Lê Ngọc Diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.